Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn thí nghiệm phản ứng của natri hydroxit với các dung dịch muối ở đây. Mình có dung dịch muối cobalacetat, kẽm nitrat, sắt 2 sunfat, bạc nitrat, mangan sunfat, đồng 2 sunfat, muối nhôm nitrat, muối sắt 3 clorua và muối magie sunfat. Các dung dịch có muối đều có màu như các bạn quan sát ở đây. Ta có thể thấy là dung dịch bạc nitrat, dung dịch kẽm nitrat, dung dịch nhôm nitrat hay magie sunfat thì không có màu. Dung dịch muối của mangan sunfat thì gần như không hề màu. Nhưng nếu các bạn nhìn muối của nó sẽ có màu hơi hồng hồng. Bây giờ mình sẽ tiến hành thí nghiệm nhỏ natri hydroxit vào các dung dịch muối này. Các bạn cùng quan sát nhé. Các bạn đều đã quan sát thấy hiện tượng màu kết tủa nó. Đây là kết tủa của coban này. Khi muối coban phản ứng với natri hydroxit. Muối kẽm, các bạn thấy kết tủa màu trắng, kẽm hay hydroxit này. Sắt trắng xanh này. Các dung dịch kia. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhỏ dư cái NaOH vào hai cái dung dịch chứa muối kẽm và muối nhôm này để chúng ta xem tính chất lượng tính của nó xem như thế nào các bạn nhé. Kết tủa. Đấy, các bạn thấy thấy kết tủa nhôm nó đã tan hết rồi. Chắc nồng độ muối nhôm nó nhỏ hơn nên nhôm hydroxit nó tan hết. Bây giờ mình nhỏ tiếp tục vào cái kẽm để hòa tan kẽm 2 hydroxit. Người cần một lượng khá là nhiều đấy, kẽm này chưa tan hết, vẫn còn rất nhiều. Hy vọng là với lượng NaOH mình có ở đây thì sẽ hòa tan được hết. Như vậy ta thấy là cái lượng kẽm 2 hydroxit này vẫn còn khá nhiều này. Nhưng cái nồng độ muối kẽm của mình lớn quá nên là NaOH không hòa tan được hết. Mình sẽ đi lấy một ít NaOH nữa các bạn nhé. Mình sẽ đổ gạn cái này đi, gợi đi. Tính toán lượng chưa phù hợp. Đó, các bạn thấy nó
người ta này đấy. Chúng ta có quan sát gần này một chút nhé. Đây, các bạn thấy muối cái kẽm hai hydroxit đã tan hết rồi này. Như vậy khi vừa tiến hành xong thí nghiệm này thì suýt nữa mình đã làm fail cái kẽm hai hydroxit phản ứng với lại kiềm, đúng không nào? Như là tính chứng minh tính lượng tính của kẽm hai hydroxit. Rất may. Như vậy là khi mà làm thí nghiệm trước thì chúng ta tính cố gắng tính toán trước cái nồng độ của nó, đúng không các bạn? Nồng độ trước. Tránh hiện tượng fail thí nghiệm. Sắp. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý xem video này. Các bạn quan sát sự biến đổi của các hydroxit sau khi tạo thành nhé. Cái màu là sau một thời gian đó. Đây, sắt 2 hydroxit chuyển thành sắt 3 hydroxit và có màu nơi nâu đỏ khi nó tiếp xúc với không khí đấy. Oxy không khí. Như là muối này, sắt 2 hydroxit thì kém bền. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye.